liễu là cho người cải lên một cái tư thông với dịch tắc tối. Vua Hạo lắc đầu rồi nói, sẽ không, bọn họ không có ngu như vậy. Lúc ấy sau khi chúng ta rời đi, tinh thần của ta dò xét thật ra vẫn là bao phủ trên đỉnh Minh Đấu Sơn Mạch phủ xuống. Mà cho đến khi chúng ta bay ra khỏi tinh thần dò xét khoảng cách mới thôi, bọn họ căn bản không có muốn đuổi theo ý tứ, phiền phức của chúng ta sẽ không quá lớn. Nhưng Phong Hào Đô La tất cả đều là người có thân phận, nhưng mà người cho là bọn họ đi bắt Tiểu Vân Hán là can tâm tình nguyện hay sao? Trên thực tế, trong lòng của mỗi người bọn họ tất cả cũng không thoải mái. Bạch Hồ công tước cũng là như vậy, chúng ta làm như vậy thật sự là chính là giúp bọn hắn quyết định mà thôi. Hơn nữa đối với học viện, nói ra từ thông với địch dị bán nước. Đối với bọn họ, có là ích lợi gì? Chúng ta đã đạt hiện ra đủ thực lực, hơn nữa chúng ta học viện luôn bao che khuyết điểm. Bọn họ cũng không phải là không biết, chiến tranh kế tiếp sẽ bắt đầu, nguyên chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc còn muốn trông cậy vào chúng ta giúp bọn hắn đối kháng với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như ta lời lời nói của bọn hắn, làm chuyện không sở hữu phát sinh ra kết quả tốt nhất. Đường Phu Đồng có chút dại ra nhìn Vũ Hạo rồi nói, những điều này là do người trước đó đã nghĩ sao? Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, thật là không có, cùng với đại khái phán đoán, đến Phong Hào Đấu La cái kia mặt này, thể hiện ra vẫn là rất trọng yếu. Hơn nữa lúc trước chúng ta thể hiện ra năng lực đã đầy đủ để cho bọn họ có trọng. Bọn họ ở trong tương lai chiến tranh rất cần năng lực trinh sát giống như ta vậy. Lúc này tao đoán chứng Đấu Linh Đế Quốc cùng với Thiên Hồn Đế Quốc các Phong Hào Đấu La cũng đã rời đi. Chúng ta lại đi Minh Đấu Sơn Mạch một chuyến này, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Đồng thời cùng mới đem Nhật Nguyệt Đế Quốc tụ họp lại đại quân tin tức đưa qua. Đường Phu Đồng thở dài một tiếng rồi nói, bọn họ chẳng lẽ sẽ là không cho rằng chúng ta đem hài tử đưa trở về mới là khiến cho Nhật Nguyệt Đế Quốc xuất binh hay sao? Vũ Hạo cười rồi nói, lữ nhân ghen đều là có thể biết thành đầu sao? Nhà đầu ngốc này, làm sao người hỏi cậu ngu ngốc như vậy? Đừng nói bách khổ công tước trí khôn không thể nào phạm sai lầm như vậy. Chẳng lẽ nguyên trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, người không biết rằng từ thiên nhiên sẽ tế thiên chính là vì nếu lần khởi xuống lại xâm lược chiến tranh hay sao? Bọn họ đi ám sát từ thiên nhiên chính là vì ngăn cản lần này phát sinh ra chiến tranh đó. Đường Phu Đầu lúc này đấm nhẹ hắn hạ rồi nói, người mới là đồ đần đó. Khi mà bọn hắn trở lại Minh Đấu Sơn Mạch đã là ban đêm, liên tục hai ngày đi tới đi lui mấy ngàn cây số, hơn nữa còn lần tránh cao khốn hồn đạo khí so xét. Mai làm Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng tu vi như vậy cũng không khỏi mười phần mệt mỏi. Phiên nhân rơi vào xóa chướng ngoài của Bạch Hồ công tước, Vũ Hạo tinh thần dò xét triển khai rất nhanh đi tìm quần phụ công tước đại nhân đang xử lý. Vì bảo hiểm mới khởi kiến, Vũ Hạo cũng không có trực tiếp đi gặp Bạch Hồ công tước, hữu hình vô chất tinh thần lực hóa thân thành một đạo quang ánh chui vào trong đại chướng của Bạch Hồ công tước. Bạch Hồ công tước đang xử lý khắp nơi truyền đến quân vụ. Hiện tại cả Tây Phương tập đoàn quân cùng với Tây Bắc tập đoàn quân cùng với tuy hắn thống nhất trưởng khống, có thể nói Tinh La Đế Quốc quân đội đệ nhất trong những quyền cao chức trọng, hơn nữa nắm giữ Tinh La Đế Quốc vượt qua một nửa quân đội, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Đột nhiên Bạch Hồ công tước giống như là cảm thấy cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng thấy một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ra ở trước mặt của mình cách đó không xa, còn không có phát ra tiếng động gì cả. Bạch Hồ công tước cả kinh, có thể là không bình như bình thường, nhưng hắn dù sao chính là tam quân thống soái, tâm tình cũng là ổn định, cả kinh đã thấy rõ ràng người tới, lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hạo, công tước đại nhân. Vũ Hạo lúc này khẽ khom người, sắc mặt của Bạch Hồ công tước lập tức trở nên khó nhìn. Người vẫn dám trở lại, người cũng đã biết rằng cư chi của người để cho hơn 10 vị phong hào đúng là lần này vô dụng đó. Vũ Hạo lạnh nhạt rồi nói, ta chỉ làm chuyện tình cho là đối với ta mà thôi. Công tước đại nhân, chẳng lẽ chính ngài tự không cho là lúc trước kế hoạch còn có vấn đề hay sao? Ta còn là câu hỏi kia, trừ phi là từ thiên nhiên đã chết, nếu không thì bất kỳ thái tử không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Ta lúc trước trở lại Minh Đô cũng chứng minh điểm này, Nhật Nguyên Đế Quốc phương diện đã bắt đầu điều binh khiển tướng, sợ rằng ít nhất ngày nữa sẽ là xâm phạm. Bạch Hồ công tước sửng sốt một chút rồi nói, người đem người đưa tới trở về rồi. Vũ Hạo lúc này gật đầu. Bạch Hồ công tước thở dài một tiếng rồi nói, đưa trở về tự đưa trở về sao, coi như là để cho trong lòng của ta thoải mái một chút. Thiên Dương Miện Hạ cũng nói, chuyện này cứ tính như vậy, coi như hành động lần này không sở hữu phát sinh chuyện này, cho nên người cũng không cần lo lắng cái gì. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, ta vốn là cũng không lo lắng quá cái gì cả, muốn cảm tạ ngài cùng với Thiên Dương Miện Hạ mà thôi. Bạch Hồ công tước lại nói, lần này chờ người lần sau nhìn thấy Thiên Dương Miện Hạ đi, chính miệng nói với hắn đi. Vũ Hạo lại nói, Nhật Nguyên Đế Quốc đại quân đã tụ họp, thậm chí lửa tháng, đầu cũng là lâu thì một tháng, chỉ sợ cùng toàn diện triển khai thế công. Hiện tại còn không biết mục tiêu của bọn họ đến cuối cùng là ở Thiên Hồn Đế Quốc bên kia, hay là muốn nhắm vào Tinh La, cho nên ngài nhất định là phải cẩn thận một chút.
Bạch Hổ công tước cho mày rồi nói, thiên hồn tầm tầm liệt quốc, thiên thực tế, chúng ta tình là đế quốc giống như là trước gặp phải đại kiếp vậy. Lần này Nhật Nguyên đế quốc xâm phạm, thiên hồn đế quốc có nhiều nguy cơ, chúng ta cũng sẽ không quá tốt rồi. Vua Hạo lúc này trầm mặc rồi nói, hắn biết Bạch Hổ công tước cũng là lời nói này là có ý gì. Trước mặt mặc dù thiên hồn đế quốc thảm nhất, bị chiếm cứ 2/3 thổ địa, tình là đế quốc sở nhờ bình cường mã tránh, mười mấy vạn đại quân vắt ngang ở bên biên giới phía bên kia, còn có Minh Đấu Sơn Mạch lời hiểm ý cũng là có thể thú như vậy. Nhưng mà trên thực tế thật sự là như vậy sao? Nhật Nguyên đế quốc chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc mảnh thổ địa này, ở trong chuyện này giống như bao gồm thiên hồn đế quốc cùng với tình là đế quốc giáp giới một phần. Ở nơi đó mặc dù cũng là cái gò đất trả đất, nhưng mà so sánh với Minh Đấu Sơn Mạch bên này, địa thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu như Nhật Nguyên đế quốc đối với tinh là đế quốc dụng binh, tự nhiên là từ bên kia phát động ra công kích. Tới lúc đó Nhật Nguyên đế quốc có thể tấn công thiên hồn đế quốc, kỳ binh có thể tấn công tinh là đế quốc, vô luận là bên kia, khi mà hắn toàn lực ứng phó đều rất là khó đối phó. Cho nên Bạch Hổ công tước mới nhức đầu như vậy. Minh Đấu Sơn Mạch một đường phòng tuyến là không thể nào buông tha. Nếu không là Minh Đấu Sơn Mạch lần nữa bị Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh, như vậy tinh là đế quốc sẽ phải gặp thêm cục diện bị động. Nhưng mà phía Bắc lại không thể không đề phòng, chiến tuyến kéo dài như vậy, đối với tinh là đế quốc thật sự là không lợi. Tương đối mà nói, ở hậu phương đấu linh đế quốc sống như tốt hơn nhiều, bọn họ phía trước dù sao còn có thiên hồn đế quốc ngăn cản. Hơn nữa Nhật Nguyệt đế quốc một khi bị hoàn toàn công hãm thiên hồn đế quốc này, như vậy sống như không thể tránh khỏi muốn đối mặt với Sử Lai Khắc Thánh. Sử Lai Khắc Thánh thực lực vô cùng chung đối với đấu linh đế quốc là tác dụng bảo vệ rất trọng yếu. Đây cũng là tại sao Thiên Dương Đấu La cuối cùng thừa nhận rằng không muốn tác tội tới Sử Lai Khắc Học Viện, một trong những nguyên nhân trọng yếu này. Vũ Hạo cũng lâm vào trong trầm tư rồi nói, công tước đại nhân, chúng ta có thể đi vào sao? Bạch Hổ công tước đi một câu hỏi cũng là làm hắn sửng sốt. Sau một khắc này, màn cửa nhấc lên, phía ngoài vệ binh dĩ nhiên là hoàn toàn không phát hiện ra hai đạo thân ảnh này đang ở chính diện tùy hư ảo trở lên chân thật. Mà trong trường bóng này, nguyên gốc Vũ Hạo cũng là một cách tự nhiên biến thành hai cái. Xem một chút bên trái này, nhìn lại bên phải, Bạch Hổ công tước lúc này không khỏi than thở một tiếng rồi nói, thật là xấu hổ với kỹ này. Vũ Hạo, người cũng đã biết, ngay đó người phá vòng vây đó, chúng ta cũng đối với người thi triển ra năng lực rất là than thở, người hiện tại thật sự đã là hoàn toàn lớn lên rồi. Vũ Hạo lạnh nhạt rồi nói, công tước đại nhân, hiện tại cũng không phải là khen ta, trước hết nghĩ ngày bên này có điều quyết định đi, ta cũng vay trở về học viện bẩm báo, làm hết sức phối hợp với ngày bên này hành động. Bạch Hổ công tước cười khổ rồi nói, lễ quả thật là có biện pháp tốt, ta cũng không cần giấu sĩ. Nhật Nguyên đế quốc ở chính diện này lực chiến đấu người rất rõ ràng, muốn dùng kỳ binh công kích cho bọn họ cũng rất là khó. Bọn họ tính cơ động cũng là quá mạnh mẽ, bằng hồn đạo khí bọn họ có thể tốc độ cao đi đóng, rất là mấy môn đạo sư đoàn cường đại. Ta muốn xem một chút đề nghị của người. Vũ Hạo lại nói, Nhật Nguyên đế quốc dù sao cũng là một nước lực lượng đối phó với chúng ta nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc. Bọn họ chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc, binh lực an bài phương diện, chiếm cứ trước mặt cũng là càng lớn. Chúng ta chiến tuyến dài, ở trên thực tế Nhật Nguyệt đế quốc cũng giống như vậy. Đã bọn hắn lúc này làm hết sức bình lướng lực lượng, bố trí ở đế quốc biên cương. Hơn nữa hồn đạo khí cường đại, lúc này mới tương đối thông dòng một chút. Nói một cái khác, ở trong bọn họ thật sự là 10 phần chống không. Bạch Hổ công tước lại nói, điểm này ai cũng biết, nhưng coi như là biết rõ bọn họ có cái gì cũng là vô dụng. Nhật Nguyên đế quốc ở bên cạnh bố trí đại lượng dò xét hồn đạo khí, nếu như chúng ta điều động quân đội phát động xả tiến công là không thể nào không bị phát hiện. Bọn họ ở bên cạnh này còn bố trí rất nhiều hồn đạo khí trận địa, có điều một cái trận địa nào cũng là có thể ngăn cản chúng ta một thời gian ngắn. Bọn họ tiến hành tăng binh. Vũ Hào lại nói, muốn chiến thắng Nhật Nguyệt đế quốc, ở trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi, như vậy nhất định là phải hữu hiệu kiềm chế bọn họ chủ lực, sau đó từ từ trước bọn nhược bọn họ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ mệt mỏi, theo chân của bọn họ tiến hành tiêu hao. Tự như ban đầu, ngài phái ra đại lượng hồn sư tiến vào Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội, tách xa tiến hành công kích. Bạch Hổ công tước lắc đầu rồi nói, chiều nay hiện tại đã không tốt rồi, Nhật Nguyên đế quốc ở trong 2 năm qua gia tăng trời cao gió chết hồn đạo khí chế tạo, không chung ánh mắt cũng là nhiều lắm, người chúng ta đi vào cũng chỉ là có thể là chịu chết. Ta lục trưng vừa thử qua, hiệu quả thật công tốt, hơn nữa còn hào bình tổn tướng, trừ phi là giống như người thiên phú sĩ bấm, có năng lực cường đại ẩn lấp như người, nếu không thì nghe lời căn bản không thể nào lén vào. Lời nói của Bạch Hổ công tước làm cho ánh mắt của Vũ Hạo sáng lên, hắn đột nhiên vỗ tay một cái, có chút hưng phấn rồi nói, có biện pháp, ta có biện pháp. Bạch Hổ công tước sửng sốt,
Vua Hạo lúc này nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh hắn. Cách gần đó hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được khí tức bên trên thân thể của công tước. Trong đầu không khỏi là nhớ tới ban đầu Bạch Hổ công tước theo bản năng thẳng vào trời cao. Tâm tình ba động cũng chỉ là kéo dài ở trong nháy mắt mà thôi. Vua Hạo lập tức khôi phục lại bình thường, ở bên cạnh Bạch Hổ công tước thấp giọng rồi nói. Nghe lời của hắn, con ngươi của Bạch Hổ công tước trong mắt này co rút lại, quay đầu nhìn về phía quán rồi nói. Thật có thể như vậy sao? Vũ Hạo dùng sức gật đầu rồi nói, trên lý luận là có thể được. Nhật Nguyên Đế quốc lần nữa khởi xướng ra chiến tranh, nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, như không hành rút lui của dưới đáy lối. Chúng ta chính diện ở trên chiến trường căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ, nhưng mà cường đại hồn đạo sư đoán, chỉ có dao động căn bản mới có thể chuyển bại thành thắng. Bạch Hổ công tước nhân vật bậc nào đấy? Nghe lời nói của Vũ Hạo, lập tức tự hiểu bản thân nên làm cái gì. Tốt rồi, Vũ Hạo yên tâm đi, chính diện chiến trường tựa ra cho ta, cho dù không thể thắng, dùng tính mạng của chúng ta đi trì hoãn, cũng nhất định là phải đưa cho bọn họ ở trên chiến trường. Ta sẽ lập tức cùng với Thiên Hồn Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc phương diện cầu thống. Chúng ta Tam Đại Đế quốc nhất định là kéo dài Nhật Nguyệt Đế quốc chủ lực, cho các người học viện thời gian sáng tạo, các người cũng nhất định là phải mau, ta cũng không biết có thể chống bao lâu. Tốt rồi, một lời đã định, chúng ta hôm nay quá mệt mỏi rồi, ngay bên này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền đi, chúng ta tự chạy trở về. Bạch Hổ công tước đứng người lên, nghe kế hoạch của Vua Hạo, tâm tình quán trở lên có chút phấn khởi. Hắn dùng lưng vỗ vỗ bờ vai của Vua Hạo rồi nói, Vua Hạo, còn tốt chứ, lớn như ngươi có thể hoàn thành kế hoạch này, ta tin tưởng rằng bàn thể miệng hạ ở trên trời có linh thiêng cũng nhất định là sẽ vì người mà cầu phúc. Bị bàn tay to lặng lẽ của Bạch Hổ công tước vỗ đầu vai,